quý vị là cái bài kinh gọi là Mangala Sutta. Kinh này được dịch ra là Hạnh Phúc Kinh, hay là Kinh Phúc Đức, hay là Kinh Điềm Lành. Cái này chúng tôi nói chơi thôi, không phải là so sánh nha, quý vị cũng quan hỷ. Mỗi lần mà chúng tôi đi sang Ấn Độ chiêm bái Phật tích, cái nơi mà cái nôi của Phật giáo xuất phát đầu tiên, nơi mà Đức Phật ra đời thành đạo rồi chuyển pháp luân, thì tất cả những người Phật tử trên thế giới này có rất là nhiều nước, nào là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia và Việt Nam. Mà quý vị biết, chúng tôi thấy cái người Việt Nam qua bển nó toàn là lại với cầu sinh không, lại cầu sinh dữ lắm. Nói đi qua Ấn Độ cầu sinh chuyến này về để làm ăn cho nó giàu, bệnh hoạn quá qua bển lên cầu sinh cho nó bệnh, cho nó bớt bệnh. Thì thưa với quý vị, chỉ có người Việt Nam mình nghĩ như vậy thôi, chứ người mà các nước Phật giáo là họ không bao giờ họ nghĩ như vậy. Nhất là những người Phật tử của nước Tích Lan, khi họ đến chỗ Phật tích ấy, thì họ lại Phật xong thì họ ngồi một góc ở đó, họ đeo cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc. Cái nội dung của bài kinh này đơn giản rằng là có một vị thiên nhân ở trên trời ấy, vào canh khuya xuống chùa Kỳ Viên tỉnh xá nơi Đức Phật cư ngụ, cái vị chư thiên này mới bạch hỏi Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này ai ai cũng mong cầu sự hạnh phúc và rất là sợ cái sự đau khổ. Bạch Đức Thế Tôn, bằng cách nào để mà chúng con có được sự hạnh phúc? Đức Phật liền giảng giải 38 pháp để mang đến cái sự hạnh phúc. Thì trong 38 pháp đó, chúng ta hành cái pháp nào nó cũng hạnh phúc hết. Thì cái người Tích Lan họ đọc để chi? Họ nhớ để họ hành. Còn mình thì không có đọc, không có nhớ mà cũng không có hành, mà chỉ có cầu, cầu sinh đó. Mà mình sinh á, nó có thêm một cái nó xảy ra một cái trường hợp là gì? Mà khi mình sinh á thì rất nhiều người đứng kế bên mình cũng sinh. Cái gì để ý, một lần mình đến chùa mình cầu khẩn mình giáng sinh thì cái người kế bên mình họ cũng giáng sinh. Rồi dường như là mình sợ là Đức Phật nghe cái lời giáng sinh của cái người đó, mà Đức Phật cho người đó cho nên họ mới nghe cái lời của mình. Vì vậy mình rất là đóng cái vai rất là thảm thiết, rất là khổ. Giống như mình lại phải hít hà đàng hoàng nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cầu thánh Phật phù hộ cho con. Con rất là khổ phải không? Ý của mình là muốn cho Đức Phật nhìn xuống thấy rằng mình khổ hơn các bạn cái bề. Để Đức Phật cho mình nhiều hơn, hoặc là cho mình chứ không có cho bạn cái bề. Nếu có cho bạn cái bề thì cũng ít hơn mình. Hoặc là nếu có ưu tiên thì mình sẽ là người được hưởng trước. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị, Đức Phật không thể cho được. Nếu Đức Phật cho được thì chúng tôi xin chia buồn với quý vị, cái người mà được Đức Phật cho trước là chúng tôi, là những người xuất gia. Vì sao? Vì những người xuất gia là đứng gần Phật nhất. Thấy không nè? Quý vị mà nếu xếp hàng ở đâu cũng ngoài cổng Thiên Minh à, chứ không có được vô đây đâu. Nếu mà Phật cho mà để mà get like xếp hàng để mà nhận á, thì những cái người mà nhận đầu tiên á, là phải là chư tăng ni, những bậc tu hành. Thì những người này á, là những bậc xuất gia thì được gọi là gần Đức Phật nhất, đúng không? Còn mình là cư sĩ tại gia thì cũng sắp hàng mà phải sao chư tăng mà chư ni. Mà sao chư tăng mà chư ni, quý vị thử nghĩ là chư tăng đi đông lắm à. Không biết cổng Thiên Minh được không, hay là tuốt ở ngoài đường quốc lộ 1A nữa à. Còn xa lắm mới tới mình. Mà nếu mà Đức Phật cho được tới mình nó cũng hết rồi. Đồ đâu mà cho dữ vậy. Và chúng tôi báo cho quý vị biết là không phải mới bây giờ mới sinh, mà chúng ta đã sinh Đức Phật từ khi cách đây mấy ngàn năm rồi. Mà nếu Đức Phật cho từ cái thời đó cho tới thời nay thì quý vị nghĩ coi Đức Phật còn để cho không? Mà Đức Phật đâu có gì đâu mà cho. Ngài ngoài tâm y bình bát, đúng không? Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài đi từ cái thế giới phức tạp, cái thế giới vật chất đầy đủ nhung lụa chăn niệm ấm chân im vợ đẹp con ngoan cung vàng điện ngọc, mà Ngài đi ra Ngài tìm một cái đời sống gì đơn giản. Kia ngôi nhà trống đầy, đây là gốc cây, một khu rừng vắng Ngài ở, không có vách, không có cửa, không có sợ trộm cướp, có gì đâu mà cướp. Ngài nhẹ nhàng,
Cho nên cái hình ảnh Đức Phật đã cho chúng ta một bài học là gì? Sống nên sống đơn giản, phức tạp mà làm chi? Ăn có sao ăn vậy, mặc không quá cầu kỳ, đi chậm chậm thông thả, nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Sống chậm và đơn giản, cách sống của người khôn, nó thật sự rất tốt cho thể xác tâm hồn. Vỗ tay đi. Từ đó trong cuộc sống này, chúng ta nên rút ra một cái bài học là cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Cái người mà cái vấn đề phức tạp người ta biến thành đơn giản, tức là cái người này được gọi là khéo tu, gọi là chuyển hóa hoàn cảnh. Cái người tu chúng ta hay hơn cái người không tu ở cái chỗ là gì? Mình biết chuyển hóa hoàn cảnh, hay là chuyển đổi hoàn cảnh. Từ cái hoàn cảnh phức tạp, căng thẳng, mình chuyển nó qua cái hoàn cảnh gì? Đơn giản nhẹ nhàng. Từ vấn đề lớn mình chuyển thành vấn đề nhỏ, rồi từ vấn đề nhỏ mình chuyển thành vấn đề không luôn, không có gì hết. Đó mới là cái người tu khéo chuyển hóa. Còn mình ngộ lắm, cái vấn đề nhỏ xíu à, rồi mình làm sao thành cái vấn đề lớn. Cái cần chuyển hóa thì mình không chuyển hóa, mà cái không cần chuyển hóa thì mình lại chuyển hóa. Đơn giản trong cuộc sống này, những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên. Những việc ta cần phải quên mà lòng lại nhớ, gây nên muộn phiền. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi, tự nhiên khổ mình. Luân hồi trong kiếp nhân sinh, có duyên có nợ, nhục dinh bẻ bàng. Dẫu cho người có giàu sang, quyền cao chức trọng, cũng đang khổ sầu. Mọi việc chớ quá mong cầu, tùy duyên đi đến, nhịp cầu buồn vui. Đừng vì thăng tiến thụt lùi, sanh tâm tà ác ngậm ngùi về sau. Thiện tâm là pháp nhiễm màu, cho ta thanh thản mài xào an lành. Bây giờ mới vỗ tay. Cô này cô nói hay quá, chưa hết mà có vỗ tay rồi. Chúng tôi muốn đọc hết là để chúng tôi nhấn mạnh cái câu là thiện tâm là pháp nhiễm màu, cho ta thanh thản mai sau an lành. Thì hôm nay chúng tôi giảng cái đề tài là gì? Tết làm điều gì? Điều thiện thì sao? Đó, muốn cho công việc kiếp năm nay, năm này nó hanh thông thì phải làm điều thiện. Vì chúng ta tin rằng các pháp trên thế gian này không có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Mà oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Chúng tôi xin hỏi quý vị, khi người ta đau khổ mình có yên vui không? Vậy mà có người khi người khác đau khổ mình yên vui. Cái người mình ghét á, họ khổ mình vui lắm, mà càng khổ mình càng vui à. Mình không ưa á, cái người mình ghét mình không thương á, mình không ưa á, hoặc là kẻ thù của mình á,
là mình bực lắm, mình không muốn cho người ta sung sướng. Mình tu cái kiểu gì lạ lắm nha. Cái người mình thương thì mình mong cho người ta sung sướng hạnh phúc, cái người mà mình không thương mình ghét thì mong cho nó khổ đau nó chết bà cho rồi. Có cái bà đó, bà cũng đi chùa, bà cũng công phu niệm Phật, đạo tràng nào cũng có mặt tu hành dữ. Hỏi sao vậy? Nó con buồn chuyện gia đình lắm, không có đi tu, buồn ông xã con dữ lắm. Thì mỗi lần mà làm công đức xong thì mình hay có cái câu gọi là hồi hướng đó quý vị, là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Cái bà này bà cũng hồi hướng, bà hồi hướng như nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, ngoại trừ cô vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. Tức là ai bà cũng muốn cho người ta thành Phật hết, nhưng mà riêng cái cô vợ bé của chồng bà, muốn cho cái cô này phải sao? Phải trầm luân muôn kiếp, cho mày trầm luân sanh tử luân hồi vô số kiếp, cho mày khổ mày chết bà mày đi. Còn tất cả những người khác thì được thành thành Phật, báo nguyện cho mọi người, nhưng mà ngoại trừ một người. Thì cái người đó báo không ưa, cái người làm cho bà khổ, làm cho bà lâu nay là đau khổ quá rồi bà mới đến chùa bà tu. Mà tu rồi ấy nghe, mà còn nghĩ đến cái cô vợ bé đó đau lòng tức. Cho nên nguyện ai thì nguyện, như ngoại trừ cô vợ bé của chồng mình là dứt khoát không nguyện. Như vậy thì phải là người tu không quý vị? Cái người tu nó phải khác hơn người không tu ở chỗ nào? Là gì? Từ bi. Cái người tu nó khác hơn người không tu ở cái chỗ là gì? Cặp mắt chúng ta nhìn ra mọi người, chúng ta chỉ thấy mọi người, một là dễ thương, hai là đáng thương, chứ không có cái vụ dễ ghét và đáng ghét. Thí dụ cái người mà tốt với mình thì mình nhìn cái người đó là dễ thương, nhưng mà cái người xấu với mình thì làm ơn nhìn họ là cái người đáng thương, bởi vì không biết tu. Cái người mà sân si với mình là những người này là gọi là những người đáng thương. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Thí dụ như mình đi ra đường, mình thấy một cái người mạnh ăn hiếp một cái người yếu. Thường á thì mình thương cái người mình ghét cái người mạnh, thậm chí là mình ra tay tương trợ giúp đỡ cái người yếu mà chống lại cái người mạnh. Cái kiểu như anh hùng mà thấy chuyện bất bình giữa đường đó, rút gươm tương trợ, ra tay tương trợ, hào hiệp mà, là anh hùng giúp người yếu chống người mạnh. Mà trong phim kiếm hiệp ấy, nó hay xây dựng cái hình ảnh này, dùng đại hiệp vậy thôi, đi hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, hoặc là trừ gian diệt xạo, mấy người xạo quá phải diệt cái mà được. Nhưng mà nhìn như vậy á thì mình tốt mới có một nửa thôi, nhưng mình lại xấu một nửa, hiểu chúng tôi nói không? Ở bên Trung Quốc á, thì họ xây dựng cái hình ảnh của đấng quân tử. Cái người quân tử là gì? Là hào hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, gọi là phò yếu, tức là giúp cho cái người yếu mà chống cái người mạnh, chống cái người hung dữ. Thì cái hình ảnh này á, theo đạo Phật chúng ta thì mới trúng có một nửa à. Tức là mình tốt với cái người yếu là đúng rồi, nhưng nếu như mà mình tốt với cái người không tốt luôn á, cái người mạnh á, thì mình mới là cái người có tục. Thí dụ cái người yếu thì mình nhìn họ với cái hình ảnh là đáng gì? Dễ thương. Còn cái người mà đang mạnh mà ăn hiếp người yếu á, là mình nhìn họ là mình phải thấy họ là gì? Đáng gì? Đáng ghét hả? Đáng thương.
Tại vì biết tại sao không? Cái người yếu á, họ đang trả nghiệp. Họ đang trả nghiệp. Thôi họ, kiếp trước họ không biết tu, họ dũng đường tu. Kiếp trước họ không chịu bố thí cúng dường, kiếp này họ nghèo. Kiếp trước họ sát sanh quá nhiều, cho nên là kiếp này họ bệnh. Gọi là rồi họ trả cái nghiệp. Khi mà đang trả nghiệp đó thì mình thấy họ dễ thương. Còn cái người mạnh là đang tạo nghiệp. Anh bây giờ anh mạnh mà anh không biết tu, mà anh đã gieo nghiệp, thì sau này cái nghiệp nó trổ ra, lúc đó anh mới thấy cảnh. Thì cái người này mới gọi là cái người đáng thương. Thì khi mình nhìn như vậy thì hai người này mình đều thương hết. Thì cái người tu chúng ta là phải như vậy. Một người là dễ thương. Ví dụ người nào mà mình nhìn mình thấy mình hạp, có duyên với mình, cái gương mặt, ánh mắt, hành động, cái người này dễ thương quá đi quý vị. Còn gặp cái người mà cứ gặp mình hùng hùng hổ hổ, sân si với mình không, quan trái với mình không, thì cái người này mình phải nhìn họ với cái tâm là gì? Đáng thương. Như vậy nhớ dùm chúng tôi, trên thế gian này chỉ có hai hạng người. Một là người dễ, hai là người đáng thương. Sư chánh định là người dễ, kẻ thù mình là gì? Đáng thương đó. Hiểu chưa? Hiểu ý này chưa? Khi mình nhìn như vậy thì cái ánh mắt của mình nhìn ra nó mới vào lòng từ bi. Nhưng mà nhìn ai ra thì cái một người dễ thương, hai là dễ ghét là không được rồi. Sao tôi ghét các bạn quá vậy ơi, tôi nhìn không ưa được chỗ nào. Như vậy thì cái người đó chưa phải là được. Cái người tu nó mới khác người tu gì? Người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là cái người có tu. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên ngày hôm nay á, chúng tôi giảng cái đề này là Tết làm điều hay, hay điều phúc, hay điều thiện, thì chúng ta sẽ có nhiều vận may và cuộc sống chúng ta được sung túc. Và điều đặc biệt là mọi chuyện trong năm nay nó đều hành thông. Vì chúng ta tin là phải có nhân mới có quả, phải có phước thì mới có hưởng. Chứ bây giờ mình không tạo phước mà đòi hưởng thì đâu ra? Phải không nè? Không đi gieo trồng, không tạo công đức mà ngồi ở đây cầu nguyện cho con hưởng phước thì sao ra? Cho nên cái người mà không biết đạo, tối ngày đi chùa chỉ cầu cho mình hưởng phước không, tào lao vậy đó. Mà có tạo đâu hưởng. Còn cái người mà biết đạo đó nghe, không bao giờ họ cầu cho con cái này kia đâu, mà họ cầu cho, họ cầu cái nhân lành, họ không cầu cái quả lành. Quý vị vô chùa mà thấy ai mà cầu xin cho mình năm nay được hưởng quả này quả kia là tào lao. Những người không biết đạo mà thấy cái người nào mà hôm nay, năm nay đến đây để mà cầu cho con có nhiều cái duyên lành, cái nhân lành để con tạo phước, đó mới là cái người biết đạo. Vì cái nhân nó quan trọng hơn là cái quả. Cái sự gieo trồng nó quan trọng hơn là cái sự hưởng quả. Mình tối ngày mình không chịu gieo trồng mà hưởng không, mà hưởng không sẽ báo cho quý vị có trọng cỡ nào trọng mà cái hưởng hoài nó cũng hết phước. Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao, sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo, người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình túi vắng teo. Người ta răng rắc luôn. Quý vị hiểu từ răng rắc không? Người ta hào sảng lắm, người ta xài phà, người ta làm phước ầm ầm ầm, người ta cúng dường tùm lum, người ta từ thiện chỗ này chỗ nọ mà người ta thấy cũng dư giả nữa. Còn mình á hả? Cái túi vắng teo à. Mà rõ ràng cái phần ngày dạy là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường,
sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, sanh vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng, thì cái nhân nào quả nấy. Kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành, kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Cho nên quý vị cứ tin chúng tôi đi, quý vị cứ mở mắt đi một vòng, quý vị thấy cái kiếp nhân sinh này nè, sanh ra cũng một kiếp người, mà sao kẻ khóc người cười hả hê, kẻ thì cơm nước ê chề, người thì đói khổ mỏi về khóc than, kẻ thì được quý như vàng, người thì lăn lóc ngoài đàn ăn xin, kẻ thì da mặt đẹp xinh, người thì áo rách người khinh chẳng nhìn, đời còn lắm cảnh khập khình, chỉ mong người sống có tình với nhau, san sẻ những lúc khổ đau, để ai dù chẳng sang giàu cũng vui. Cũng khuyên mọi người khắp nơi chuyên tâm tu Phật, đừng ngơi việc lành, kiếp sau chẳng đỏ súc sanh, làm người sung sướng an lành yên vui. Có một thiện nam tử mới đến bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sao trên thế gian này có người giàu, có người thì nghèo, có người thì đẹp, có người thì xấu, có người thì khỏe mạnh, có người thì ốm đau triền miên, có người thì có quyền chức, có người thì thân thế cô, vân vân và vân vân. Tất cả những sự dị biệt khác nhau này là do đâu? Vì Đức Phật trả lời sao quý vị biết không? Đều là do cái gì? Do nghiệp của mình. Nghiệp là chủ nhân của mình. Sabbe sata kammada yada kammayoni kammabantho kammapati sarano yang kamman karisami ti. Tất cả chúng sanh có nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ. Chúng sanh nương tựa vào nghiệp, nghiệp phân chia chúng sanh thành ưu thắng và hạ liệt. Cho nên mới có một câu là dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Hiểu bốn câu này không? Không, không hiểu. Cho nên phải đi nghe pháp là vậy đó. Ráng đi nghe đi, mỗi tháng đi nghe một lần. Dục tri tìm thế nhân là gì? Là muốn biết đời trước của mình á tạo những gì, thì hãy xem cái quả kiếp này mình lãnh. Dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị, kiếp này chúng ta coi mình thọ quả gì. Nếu kiếp này mình thọ quả lành thì biết là đời trước mình có tạo nhân nhân lành. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, muốn biết đời sau mình hưởng cái quả gì thì sao? Hãy xem cái nhân đời này mình tạo cái gì. Hiểu chưa? Chưa hiểu nữa hả? Hiểu à, thông minh. Cái này thông minh đột xuất à. Còn cái kia thường trực lắm ạ. Hiểu cái thường trực không? Là nó ngu thường trực. Nhưng mà quý vị biết không, đạo Phật chúng ta nó hay lắm. Cái người ngu mà biết mình ngu á, nhờ vậy thì người trí. Mà sợ nhất là cái người ngu mà không biết mình ngu á. Trời ơi, cái thứ đó đó nghe. Cái thứ đó là trong kinh đó là kẻ thật đại ngu, đã ngu là một đại ngu nữa. Nhưng mà quý vị ở đây hên cái là kệ, mình ngu biết mình ngu là được. Vì vậy người ta có một câu là muốn được yên tu phải biết ngu. Chính mình biết mình ngu mình mới mình tu. Còn mình không biết mình ngu là mình không bao giờ mình tu. Mình ngu là gì? Là vô minh. Vô minh là gì? Là không hiểu biết cái kiếp nhân sinh này nó vô thường, nó khổ vô ngã, không hiểu biết cái nhân quả nghiệp báo, cho nên cứ buồn phiền than trách dữ.
Vì vậy mà mình hiểu được nhân quả nghiệp báo, mình hiểu được cái kiếp nhân sinh vô thường thì đó mới là trí tuệ. Mà khi mình hiểu nhân quả nghiệp báo rồi thì mình sẽ có một cái đời sống như thế nào quý vị? An lạc. Biết đạo thì không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an lạc. Đời bớt khổ khi ta biết đạo. Khi biết đạo rồi đó, mình bớt khổ dữ lắm. Biết đạo là biết cái gì? Biết nhân quả, nãy giờ nói đó, biết nhân quả. Kiếp này mình khổ là kiếp trước mình dụng đường tu. Cho nên khi biết kiếp trước mình dụng đường tu thì kiếp này làm ơn ráng cố gắng tu bù cho kiếp sau đi. Thấy không? Kiếp mình nó đã dụng hết kiếp rồi, kiếp này phải bù nó mới bằng chứ, còn bây giờ không bù sao bằng? À, cho nên kiếp này mình hiểu rồi phải ráng tu bù kiếp sau. Và khi biết nhân quả rồi á, dứt khoát làm ơn giùm tôi đừng có buồn. Hỏi cô cũng nói, thưa sư, thật sự con không buồn vì nhà con nghèo đâu, mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu. Phải chứ nó nghèo như nhà con luôn rồi đó, bình thường là chứ nó giàu là con khó chịu quá. Con cũng không buồn vì con xấu đâu, mà con buồn vì nhỏ bạn con nó đẹp. Trời, người ta đẹp, người ta giàu là phước của người ta. Còn mình nghèo mình xấu xí là cái nghiệp của mình. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mà. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp trả phải trả. Chỗ ta đi. Ở đây ai mà vui nghiệp, vui vẻ mà khi nghiệp đó đâu? Không có. Nhưng mà cái người biết đạo họ bình thường, biết cái nghiệp của mình mà. Trước cũng trả, sau cũng trả. Buồn cũng trả, vui cũng trả. Giữa cái buồn cũng trả, vui cũng trả thì quý vị chọn cái nào? Vui trả nó nhẹ hơn. Còn mà đau khổ trả thì biết cái đau khổ tăng lên. Thấy không nè? Hai cái trạng thái tâm, cái nghiệp thì nó là như vậy, nhưng mà cái thái độ mình tiếp nhận cái nghiệp đó, nó là quan trọng. Thì xin hỏi quý vị nghe, xin hỏi quý vị một câu à, Đức Phật có trải nghiệm không? Đó. Mày có khổ không? Khổ, Phật đâu có khổ, Phật vui vẻ. Cái này không cho đi theo được. Tùng hứng cái này Trung Quốc rồi. Câu thứ hai mới tới mình mới đúng nè. Mình có trải nghiệm không? Mình khổ không? Khổ thấy mồ. Quá khổ luôn. Khi mà cái người mà ta hiểu là ta không thấy khổ. Có gì đâu là khổ, đó là một cái quy lực. Hãy trồng cái gì thì hưởng cái đó, gieo cái gì thì gặt cái đó, có gì đâu mà khổ. Thấy không nè? Làm sao mà hiểu được cái gì? Không có gì phải khổ. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp 100% như vậy. Nghiệp thiện cũng trả mà nghiệp ác cũng trả. Quan trọng nhất là cái thái độ của mình trả như thế nào, cũng là hình thức trả nợ. Có nhiều người họ vui vẻ họ trả tiền mình, cũng có nhiều người gầm gừ luôn mới trả. Rồi trả nợ mà khó chịu, rồi nhăn nhó lắm đó. Lúc mượn thì nó quỳ nó lại, khi nó trả thì mình quỳ mình lại lại nó. Cho nên là cái nghiệp nó là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái thái độ chúng ta đạt. Đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. À, hai câu này đọc theo đi. Đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân. Hiểu câu này không? Không luôn.
Đơn giản. Muôn duyên là muôn cái nghiệp này, muôn cái điều kiện mình gặp á, là do gì? Do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành cái xác thân này? Quý vị biết mỗi lần mình phiền não là mình hành ai? Đúng. Hành mình á. Giận là đem cái lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình á. Mỗi lần mà quý vị giận, quý vị hờn, quý vị trách là quý vị đang trừng phạt ai? Chính mình. Ráng làm ơn thấu hiểu về mấy câu này đi. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, đọc theo. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành sát thân? Có gì phiền não để hành sát thân? Nghĩ có đúng không? Phải thấm câu này. Nếu mà không nhớ được, không thấm được thì làm ơn về viết lại giấy, đốt cho cháy, bỏ vô nước uống cho bụng mình luôn, cho vô máu mình luôn đi, hiểu không? Vô máu vô đầu mình luôn. Là mình cứ quán niệm là muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân. Rồi hiểu tiếp nha. Đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. Mình là vậy. Bây giờ cái đau khổ của mình là do cái gì? Do mong cầu, do tham ái, do muốn cái này muốn cái nọ, ham dữ lắm. Đọc theo đi. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Bây giờ còn vào chùa là biết là thân tâm chưa có an lạc, chưa có dứt bỏ được năm ham. Ngày nào cũng vậy á, không ăn á thì không ham ăn thì ham ngủ, mà không ham ăn ham ngủ thì ham tiền, nó ngồi. Cho nên cái người mà có tu là mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Còn cái người mà không tu thì mỗi ngày cũng chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười tiền đầu. Nó có tiền nó vui rồi, ngộ rồi. Mình bây giờ mình không phải chọn nụ cười đầu tiên chứ không có chọn nụ cười tiền đầu. Nhớ nghe, mỗi lần mà có tiền cái mình cười nó chết là xài. Ông sư cũng dạy là hãy chọn nụ cười đầu tiên chứ không có chọn nụ cười tiền đầu. Đau khổ vì nỗi mong cầu đúng không? Nhưng mà cầu mà không được cái nỗi sầu nó tăng rồi. Ngộ thiệt. Ta đi vào đời với hai bàn tay trắng, lìa đời cũng trắng cả hai bàn tay. Khi sống thì mãi nhặt cho đầy, để mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Kiếp luân hồi có sinh có diệt, đời vô thường giả tạm hư không, ngũ quẩn sắc bất dị không. Thôi thì thanh thản cho lòng an nhiên. Mình thấy cuộc đời này mình sanh ra đâu có gì, rồi mình ra đi cũng không có gì. Nhưng mà không biết trong lúc mình sống mình nhặt cho đầy làm gì không hiểu. Nhưng mà trong quá trình mình nhặt đó nha, là chắc chắn tạo nghiệp. Không ít thì nhiều, phải bon chen giành giật dữ lắm mới được. Là bon chen giành giật làm chi? Chết mang theo được của gì thế gian? Còn chăng một nắm xương tàn, hồn phiêu phách tán, mờ màng về đầu. Lúc đó nó biết đi đâu, hỏi đi đâu vậy? Sư ơi, vợ con chết đi đâu vậy? Nó hỏi bả, bả bây giờ cái hồn bả nó đang quay quay, bả còn đang lằn quần, biết đi đâu? Hiểu chưa? Tức là mình nó tạo nghiệp nhiều, nó chừng chết không biết đi đâu. Đề tài hôm nay giảng là cái gì nhớ không nè? Quên rồi. Đề tài hôm nay là gì? Tết làm điệu. Rồi sao? Mọi chuyện. Rồi có một câu mà nhắc ba lần cái đọc. Chúng tôi muốn quý vị học Phật á, thì phải hành theo Phật nha. Quý vị mà học mà không nhớ không hành á, thì nó giống như là cái muỗng nằm trong nồi, là canh không biết cái gì hết, ngâm ở trong rụt cái muỗng cũng không biết cái gì canh. Quý vị phải tu làm sao giống như cái lưỡi mà nếm được vị canh vậy đó. Hiểu ý chúng tôi không? Tu hành
phải giữ lực nghi, Nam mô thì phải từ bi trong lòng, quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh, tu thì lời Phật phải tinh sửa cho hơn trước khi mình chưa tu. Đơn giản hôm nay chúng ta tin vào cái thiện tâm là pháp nhiệm mật, cho ta thanh thản, mai sau an lành. Nhớ nghe, cái nội dung hôm nay nó có chỉ có hai câu thôi, tóm tắt có hai câu thôi. Thiện tâm là pháp nhiễm màu đó. Mình muốn, mình ngày nào cũng muốn cái gì đó là nhiễm màu đến với mình, đúng không? Mình muốn cái quyền diệu, vi diệu. Mình muốn đến với một cái pháp gì đó là vi diệu, quyền diệu, nhiễm màu đó cho chúng ta, thì nhớ giùm chúng tôi là chữ gì? Thiện tâm. Cũng như chúng tôi hay nói rằng là không có cái hướng nào tốt hết bằng cái hướng thiện. Nếu mình coi hướng, coi cái hướng nào hợp với mình, càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đồi đó, bấm coi cái hướng nào mà nó sanh tiền, sanh bạc, sanh khí gì đó ha, rồi nó thịnh vượng, hưng thịnh gì đó ha. Chúng tôi xin thưa với quý vị, trên thế gian này bốn phương tám hướng không có cái hướng nào tốt bằng hướng thiện. Đọc lại, thiện tâm là pháp nhiệm màu, cho ta thanh thản, mai sau an lành. Lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chân, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Hai ba lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chân, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan. Cảm ơn những chàng vỗ tay dữ dội của quý vị. Hát dở mà vỗ tay lớn quá là người ta mắc cỡ á. Dạ thưa như quý vị, hôm nay chánh định đến đây thật sự là một duyên lành rất lớn. Những ngày đầu năm được ni trưởng thỉnh mời về đây để trước là gặp gỡ quý Phật tử ngay cái khóa tu đầu năm này, và mong rằng cái bài giảng hôm nay được xem như là thành công. Quý vị ngồi lắng nghe với một cái tinh thần nghe pháp rất là tích cực, giúp cho chánh định đã trọn vẹn thành công được cái bài giảng này. Không biết nói gì hơn, xin được nói lời niệm ơn trước là trên ni trưởng cùng ni chúng, và đặc biệt là sự hiện diện có mặt của tất cả chư Phật tử ở đây. Chúng tôi cũng từ Hà Nội mới trở về,
và chúng tôi ra đây giảng xong một chút xíu chúng tôi đi thẳng đến Đà Lạt luôn. À, thời gian chúng tôi cũng không có nhiều, à, đi như chim bay vậy đó. Dạ, à đắc sô á. Rồi xài cái từ chuẩn luôn, cái đắc sô. Nên là chúng tôi cũng rất là vui giảng được cái bài pháp này khỏe khoắn như vậy là tất cả nhờ cái sự nghe pháp tích cực nhiệt tình của quý vị. Quý vị tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay thật lớn. Đúng với câu người ta nói là một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe, mà hôm nay cả đạo tràng chúng ta đều giỏi lắng nghe. Một tràng vỗ tay nữa đi quý vị, tự thưởng cho mình thôi chứ ai thưởng mình hết á. Đợi ta thưởng lâu lắm mình cứ tự thưởng mình cho chắc ăn. Thì bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời, một lần nữa chánh định xin tri ân ni trưởng cùng ni chúng và tất cả các Phật tử hiện diện ở đây. Quý vị rất thương mến chánh định, mặc dù là buổi chiều thời tiết cũng những cái ngày sau Tết rất là oi bức, mà quý vị cũng đến đây để ngồi nghe đông đảo như thế này, chánh định vô cùng hoan hỷ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.